màn nha. Đây nhà mình sẽ tổ chức một cuộc kéo cá các bạn ạ. Đây, các bạn đang thấy anh kéo cá ạ. À, và đây là bóng bác ba. Và cùng đồng đội của bóng bang bang ạ. Chào cả nhà nha. Cả nhà mình đi bắt cá đúng rồi nha. Trời ơi. Kéo nhiêu cầu rồi. Đấy, một cầu là được. Cá nha các bạn, những con cá khổng lồ chắc là đã vào lưới đấy các bạn ạ. Ui cha, rất là to. Ui. Nhìn nhảy là đã biệt to rồi nha các bạn. Cá đây. Đây. Rất là to nha các bạn, mình thấy là nó nhảy bùm bùm đó, biệt to đấy các bạn ạ. Bò bò lại đi. Ôi cha. Kéo lột tí. Đã rồi. Đất. Thế anh bác này níu chơi anh Đài đây. Tê nhanh tê. Ôm đi, ôm đi. Cậu nóng chết chát. Rất là to nha các bạn. Một con cá thật là khủng các bạn. Cá khủng. Quay trời. Rất là to nha các bạn. Ôi cha. Con cá này chắc là phải nằm thôi các bạn. Lần đầu tiên Việt Bắc xuống bắt cá thấy là cũng thành công các bạn ạ. Rất là to các bạn ạ. Nhìn chưa, to chưa? Wow, rất là to. Chị con. Rất là to, đây này. Dày, dày mẹ lấy. Rất là to nha các bạn. Đây là một con cá rất là to nha các bạn. Người Việt Bắc rất là giỏi. Nhanh hôm nay lần đầu tiên xuống áo bắt cá thì ra cũng không công. Vâng, chào tất vâng. Còn sai bông. Con ơi, bầu muốn đi. Ôi anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn ơi. Làm gì ở? Đi chơi à? Bóng con cá này ra về rồi đó. Trời, rất là to các bạn nhá. Một con cá. Đà vây up. Đúng chơi. Này, vụt cá này, yếu cá này. Ôi nhìn lên, con to đây. Nặng đấy. Kéo cho kéo. Ui, có con to này. Xuống đấy. Xuống được, trời dậy dấy. Ôi nhưng mà bắt mình chỉ lắm mà anh thả cho bắt mình chỉ lắm. Ôi. Để em thả nhá. Ê. Wow. Rất là to nha các bạn. Nhìn con cá rất là to các bạn ạ. Trường ơi. Để ta lói, ta lói hẳn vậy. Một tay. Ba. Thế thả giờ chân to anh. Lại cho người ta.
Mẹ thì con tổng mở ơi. Cô tỏa mẹ ơi, con có nữa cả. Con chạy dâm răng. Con này. Rồi, chó bay xuống rồi, đi đi. Rồi, đi đi, chó bay tạm tạm. Con nó nhỏ quá. Đi bỏ, nhớ bỏ không cho. Rồi, chó xuống, đi. Chó xuống, chó xuống đi anh đại, chó xuống tay gấp. Rồi, đi đây, đi đây. Đi những cái con khác này cái tao lên. Em bơi đi mà. Đi đi. Cái ốc biết gạt chứ coi chứ. Thì mời bạn, mời cái tàu con nào cũng bạn. Thôi bơi đi mà, biết bơi mà. Đây là chùa bảo là lấy được rồi chứ cả chết rồi. Bơi mà bỏ bận bận bán bán từ bơi chứ mà. Ui chà đó thấy chưa. Một quả rất là mát đâu. Ba thấy chứ bọn băng băng cùng rất là hám hộ việc bới lồi. Đây là anh trai lưỡi ạ. Và đấy là ống chủ ạ, ống chủ. Thôi bơi đi, ta bơi đi thôi. Các bạn nha nhá. Bữa nay là anh em bắt được con cá nằm lô để uống rượu nhá. Thôi to. Đây là thành quả của bóng băng băng đi đi bắt cá thành đi tắm. Bóng cá nữa. Thôi được cái này. Con cá nó cũng quên rồi.